Theo dòng sự kiện, hàng loạt nữ đồng chí thi nhau xả clip biến hình sau khi hoàn thành nhiệm vụ. Trăm hoa đua nở là đây chứ đâu. Đây có lẽ là trend biến hình không phải ai cũng đu được, bởi những ứng cử viên cho chiếc trend này đều là các nữ đồng chí đến từ đội hình diễu binh cho đại lễ kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ. Tạo trend đầu tiên chính là Lê Hà Anh, trưởng khối nữ cảnh sát đặc nhiệm. Theo sau đồng chí xinh xắn, đáng yêu này, hàng loạt những bóng hồng xinh đẹp đến từ các khối khác cũng lên clip. Có thể nhận thấy nữ chiến sĩ trong lực lượng bảo vệ hòa bình, nữ du kích miền Nam, nữ quân nhạc, ai ai cũng xinh đẹp. Phần đa hình ảnh quay trend lúc ban đầu là các bạn khi ở khu ký túc xá với bối cảnh là giường tầng và khuôn mặt mộc, chăn gối quân dụng. Còn hình ảnh sau khi hóa thân là lúc chuẩn bị biểu diễn với trang phục chỉn chu, nhan sắc xinh đẹp. Vốn dĩ mặt mộc của các nữ đồng chí đã rất ưa nhìn, khi đóng bộ vào trông càng đáng mến, gần gũi và thu hút hơn. Mỗi người một vẻ nhưng ai cũng đẹp, chuẩn phụ nữ Việt Nam. Cảm ơn các bạn đã hăng say luyện tập, góp phần tạo nên một màn biểu diễn diễu binh chỉn chu, đẹp, hoành tráng trong đại lễ của đất nước. Chúc các đồng chí trở về tiếp tục học tập và công tác thật tốt. Cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng TV Trends, like, share và subscribe để cùng chúng mình cập nhật những xu hướng mới nhất và những tin tức nóng hổi nhất.